ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Bắt đầu kể từ ngày mai, vợ chồng thằng Hải và con Liên sẽ đến ở nhà này. Tụi con làm gì mà la dữ vậy? Bây giờ mẹ nói nghiêm túc luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hai đứa đó cũng là con của mẹ. Thằng Hải là con ruột của mẹ, là anh của tụi con. Con Liên là con dâu của mẹ, là chị dâu của tụi con. Thì bây giờ nó đến nó xin ở thì buộc lòng mẹ phải cho ở chứ mẹ đâu có từ chối được. Tụi con làm gì vậy? Tụi con làm gì mà căng thẳng vậy? Bây giờ thật ra tụi con trả lời một tiếng đi. Bây giờ tụi con có đồng ý hay không? Không sao đâu mẹ, ở chung vui mà. Với lại ảnh chỉ cũng là trong ruột thịt nhà này thôi mà, có gì đâu tự nhiên mẹ phải sợ tụi con. Vậy là tụi con đồng ý hả? Thật ra là cái tính tình của anh chị á, nó cũng mách má nhưng mà có thấy nó cũng vui mà. Tụi con là bầu là bí chung một vàng mà. Thôi ăn đi ăn đi ăn đi. Vậy là mẹ vui vẻ rồi. Vậy mẹ là có hồn. Trời ơi. Ăn đi. Có chừng hộp, có chừng hộp. Nhả hộp ra, đừng nuốt hộp nha. Đừng nuốt hộp, đúng rồi. Thì ăn ra đi. Có hộp á, em nhả hộp ra nha. Đừng có nuốt hộp nha. Không có hộp anh ơi. Không có hộp hả? Ăn gì không nữa? Không quá. Ăn gì nữa anh găm cho. Em ăn dưa hấu nữa đi. Dưa hấu nữa hả? Dưa hấu ngon quá. Đây, ăn đi. Có chừng hộp. Hộp nhả vô tay anh, nhả vô tay anh. Nửa hay nửa đi. Dễ thương quá à. Khoan. Gì? Gì vậy? Sao? Sao tự nhiên đút cho em ăn vậy? Thì cảm ơn em cái vụ trước đó. Ủa vậy hả? Cái vụ hôm bữa hả? Hả? Thử sao? Thành công không? Thành công mỹ mãn luôn. Trời ơi, chúc mừng anh nha. Vui quá. Còn em? Em định chừng nào công bố cái chuyện của em? Công bố gì? Có mẹ đây nè, công bố luôn đi. Chuyện gì? Chuyện của em đó. Là chuyện gì? Em có chuyện gì đâu. Thì chuyện đó, công khai luôn đi. Anh nói gì bậy bạ, mẹ la em giờ, em có giấu gì đâu. Bậy bạ gì? Nói thiệt mà, công bố đi. Ủa, hai đứa nói gì mẹ không hiểu gì hết trơn à? Trời đất ơi, anh Tùng nói gì tào lao, mẹ con cũng không hiểu luôn á. Mẹ cũng không hiểu luôn. Chuyện gì vậy? Cái gì, anh nói gì vậy? Chuyện của em, bữa em nói em khó nói đó. Giờ sẵn có mẹ thì em nói luôn đi. Cái gì em? Ủa, đâu có chuyện gì mà con nói con khó nói? Con đâu có gì khó nói đâu mẹ. Nó không có rồi con có không? Không, con đâu có giấu mẹ chuyện gì đâu. Chuyện của em con là em cần nói nè, chuyện này rất là quan trọng. Con biết chị mẹ con nói nghe nè, giờ nó không chịu nói con nói đi. Thôi trời ơi, con nói mất công nó kêu con nhiều chuyện nữa, nó chửi con á. Anh vô duyên quá nha, em có gì giấu đâu. Giấu gì, cái chuyện của em không bữa. Có mẹ em thì không có. Thì con, bây giờ mẹ, vậy mẹ. Nè, nếu mà vậy nè, nếu mà nó mà không chịu nói thì con nói chuyện của nó cho mẹ nghe, con đừng nói chuyện của con. Thì thôi, con không nói, mất công nó chửi con, nó nhỏ nên nó dữ lắm. Con không có mẹ, con hứa với mẹ luôn là con không có giấu mẹ gì hết trơn á. Trời ơi, mẹ dễ lắm, cái lúc này mẹ đang vui nè, mẹ nói đi. Con không có mẹ, con không có, con đi lên lầu nha, con nào quá. Kim Anh. Rồi thôi, giờ nó đi rồi đó, giờ tới con nè, làm sao? Ây da, trời ơi, tự nhiên ăn miếng dưa cái đau bụng quá. Ây da, rồi con lên đi toilet cái nhà mẹ ơi. Ui da, ây da, hai cái đứa này có chuyện gì á? Đẹp trai chưa? Trời ơi! Nhìn đi! Trời ơi, đẹp trai quá vậy? Đẹp không? Đây nữa nè. Trời ơi, cái này cũng đẹp trai nữa. Đẹp trai không? Đẹp trai quá hả? Thôi mà khoan. Hả? Nãy giờ chị toàn là trời ơi đẹp trai quá, trời ơi đẹp trai quá. Sao không chọn ai hết trơn vậy? Thì tại vì quá trời nhiều người đẹp trai bây giờ không biết chọn ai bây giờ đó. Em cho chị thêm một option nữa thôi nha. Ừ, một option nữa. Đây nè. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, ghê quá vậy. Ở đâu ra cái mặt biến thái như vậy? Sao em không chọn Lộc?
em chọn sao được, rủi nhiều khi em không ưa ông này mà chị ưa rồi sao, tài xế của chị mà. Không, tài xế của chồng chị. Nhưng mà nè, khai thiệt đi. Sao? Tại sao chị lựa tài xế phải là đẹp trai vậy? Khai bởi thiệt. Vậy á, em làm gì cứ trời trời riết rồi hả? Em không biết cái gì hết trơn á. Chồng chị là ai? Chồng chị đường đường là một giám đốc đúng không? Thì tài xế của chồng chị bắt buộc phải là một hot boy, một sói ca. Bởi vì sao? Tài xế của chồng chị thay mặt cho chồng chị mà. Đúng là vậy, nhưng mà có cần thiết đến nỗi vậy không? Cần thiết sao không cần thiết? Em có biết là cái chuyện mà tìm tài xế này rất là quan trọng, cho nên là chồng chị mới giao cho chị không? Cho nên là lần này nhất định chị phải làm cho ảnh bất ngờ về khả năng của chị. Em phải giúp chị nha. Ok. Ừ, tìm đi. Ủa, mà sao em hay quá vậy? Mà em tìm ở đâu ra mà biết bao nhiêu người đẹp trai dữ vậy hả? Trời đất ơi, chị quên á, thằng Tùng á, nó là học lớp diễn xuất hả? Mà trong lớp của nó toàn là trai đẹp không luôn, người người. À, là mấy cái này là em nhờ anh Tùng giúp hả? Không dám à, trời ơi. Ở đó mà dễ à, nó không bao giờ nó chịu giúp em mấy cái đó đâu. Em phải thuê người điều tra coi nó học ở đâu, học ở lớp nào. Rồi sau đó em lại thuê người để đưa tờ rơi tận tay mấy bạn nam đó mới được hình nè. Ủa vậy hả? Ủa nhưng mà hay quá hả? Hay. Trời, sao mà trai đẹp mà biết lái xe nhiều dữ vậy hả? Đâu có, đẹp trai thôi chứ không biết lái xe. Cái gì vậy Liên? Dạ. Em có bị gì không vậy? Chị đang tuyển cái gì? Chị tuyển tài xế lái xe mà đẹp trai không biết lái xe tuyển làm gì? Tại em suy nghĩ, em tính cái chuyện làm ăn ở trong này nữa. Em suy nghĩ sao chị biết không? Em nghĩ là nếu mà bây giờ mà mình thuê cái người mà không biết lái xe, mình sẽ đào tạo cho nó biết lái xe, bỏ tiền ra cho nó đi học. Trời ơi, em thông minh vậy luôn hả? Hả? Tự nhiên mình đi thuê rồi cái mình bỏ tiền cho người ta đi học. Chưa nói hết, từ từ. Có nghĩa là sau này mình sẽ trừ dần vô lương của nó tiền học. Mà quan trọng nha, tiền học đó mình thông đồng với bên chỗ lái xe, mình nâng cái tiền học lên. Thôi, mình thôi. Nâng lên. Thôi đi. Ủa sao vậy? Làm gì thất đức lắm, không được đâu. Trời ơi, mệt chị quá. Chị ngại cái chuyện gì đâu không, cái này là chuyện làm ăn. Thất đức cái gì mà thất đức, đôi bên đều cùng có lợi. Thằng kia nó biết lái xe, còn mình là mình được hưởng lợi tiền, đúng không? Như vậy suy nghĩ sâu xa vậy chồng nó mới nể mình. Ờ, nghe vậy cũng có lý ha. Ừ, đó, quá có lý đi chứ. Nhưng mà Liên nói nghe nè, cái chuyện này á, khi mà mình chưa thực hiện được thì em không được tiết lộ cho anh Hưng nghe chưa. Chị muốn là anh phải bất ngờ với khả năng của chị. Ok. Hứa. Trời mới nhắc là tháo tới. Ủa? Anh Liên mới qua chơi hả em? Dạ không, em qua có công chuyện. Đúng rồi, Liên qua đây có công chuyện với em á. Công chuyện gì vậy? Dạ em qua chơi. Sao nãy nói công chuyện? Thì công chuyện của em là qua chơi đó. Hai chị em mình hẹn nhau đi. Em đi nha. Đi. Lén lúc. Cái gì đây? Trai lạ hả? Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Thank you.